Chia tay học sinh, nay chúng ta cùng nhau đến với nhau là phép đồ xương trục phát em phi đớt nhầm nhanh nào, cùng thử bài nha. Phép đồ xương trục một là mã thật dễ. Đấy. Thấy có đường ở đây chưa? Đây đường ở đây là điểm M. Đây điểm M đúng không? Thuộc được thằng D. Thì tất nhiên đồ số trục đúng không? Thì điểm biến M thì chính nó luôn rồi, đúng chưa? Nên điểm M là khác thằng D, không thuộc được thằng D. Đấy, không thuộc được thằng D. Điểm M mà không thuộc được thằng D, đúng chưa? Ảnh của nó là M phẩy, đúng chưa? Đây, mà phải đây. Thì phép đồ số trục thì ở đây biến thành, đúng không? Biến M thành M phẩy, chưa? Sao cho cái gì? Ở đây là trục trung trực của M M phẩy. Trung trực là gì? Đi qua trung điểm. Đấy, đúng chưa? Đúng chưa? Và vô góc. Đấy. Thế thôi. Cái nếu mà học một thầy ở nếu lớp 8 thì nó đã rồi đấy, chưa? Với lớp 10 chúng ta sẽ, lớp 11 cũng sẽ có cái biểu thức tốc độ một số cái và nó sẽ hay hơn, sâu hơn. Đây gọi là trục đối xứng nhé. Thế còn ký hiệu của phép đối trục là như sau. Đây. Đấy. Thì có thể chỗ này có thể là đối số trục con đường thẳng D hoặc là OX, OY. Đấy. Chưa? Chúng ta cùng vào một số bài tập cơ bản nhé. Ví dụ 1 à. Thầy sẽ để xong đọc đáp án luôn nhé. Trong mặt phẳng tọa độ OY cho điểm A tọa là tọa độ A là 23 chưa? Tìm ảnh của điểm A là giá phẩy đấy đúng không? Qua phép đồ số trục gần đây tìm ảnh của điểm A đúng không? Đây là OX, OX nhá. Đây là OX. A phải. Bao nhiêu? Đáp án A phải là bao nhiêu? Nhầm nhanh phải phi đớt. A phải bằng 2/3. Nhưng mà tại sao thầy ơi? Sao làm gì mà nhanh thế? Bởi vì mình học hiểu bài nhanh chuyện bình thường. Rồi, bài này chúng ta có thể bài bé thì chúng ta vẽ hình mini được nhá, như sau. Trên đầu thầy này, nhìn này. Bài vẽ đây. Đây. Mini nhá. Rồi, y này. Vẽ mini thôi. A 23 đúng không? A là tọa độ 2 đúng không? Đây. Này 2 đi. Này này 3 đây. Đúng chưa? Đồ trục OX đúng không? OX đây. Thì ông nó OX đây đúng không? Trục đây. Giống thằng này mà đúng không? Sao đây. Dưới này đúng chưa? Vẫn là gì? 2 thôi. Đúng chưa? 3. Đấy. Được chưa? Đấy, OX. Thì ông này đúng không? Đây sẽ là gì? Không, trục đúng không? Trục đúng không? Thế không? Điểm này đây. Đây điểm A đúng không? A phải đúng không? Trục mà. Đây là trung điểm mà, đúng không? Đúng chưa? Trung điểm. Rồi và góc đây cho dễ hiểu. Đấy. Phải chỗ này bằng nhau không? Đúng không? Nhau đúng không? Được bằng độ dài 3 đúng không? Chưa? Này bằng 2 thôi. Từ đây bằng 2. Vậy là A phải sẽ là tọa độ gì? Nó chụp có X. A thành A phải. Đúng không? A phải tọa độ là gì? 2/3.
giữ nguyên gì? Giữ nguyên là hoành độ, đúng không? Tung độ thiếu trừ. Chưa? Đấy. Giữ nguyên hoành độ, tung độ thiếu trừ. Bài khác tương tự nhá. Chưa? Ví dụ 1 bảo. Bây giờ mình cho xem đổi mới tí. Ở đoạn bài thì tụng là sẽ đưa ra cái đáp án, đúng chưa? Cho bằng độ y cho con bò. À thì con bò là b đấy nhá. Cho con bò -1, -2. Hỏi ảnh của con bò đấy qua độ trục y. Tìm ảnh của nó con bò OI này. Con bò thì bằng phải. Nói nhiều. Đáp án. Cái này khác nhau nha. Bao phẩy độ là 1, 2. Chưa? 1, 2 đúng xem đúng không nhé. Bao phẩy 1, 2. Đây để cho trẻ trẻ con mà, đúng không? Để nó không biết vẽ hình là như sau. Nào, chụp bao phẩy chưa? Ở đây x đây, y đây. À, chú bò là A1 đúng không? A1, 2, A1 ở đây thế này. A1 đây. Đấy. 2 đây đúng không? Chú bò đây. Bò phải đúng không? Chú bò y đúng không? Đủ xuống bò chú bò y. Đó y đúng không? Thế đây sang kia. Chưa? Thế là tận với nhau. 1 đây. Bỏ phải, đúng chưa? Chỗ này bằng nhau này, đúng không? Chuyện xóa đi. Chúng ta chỗ này viết này đi cho dễ hình dung. Đây. Đúng chưa? Bằng nhau. Nhớ độ dài đúng không? Đây. Đấy. Bằng nhau này, đúng chưa? Đường 1 độ dài là 1 chứ. Thì chỗ này 1 thì sẽ là 1, đúng chưa? Thật ra đây, đây là bằng 2. Chưa, vậy bảo phải là gì? 1, 2. Đấy. Chưa, đây. D cho y bò thì bảo phải. Bảo phải tốc độ là 1, 2. Trước o x, đúng không? Dấu trừ thành một cộng, chưa? Đổi dấu. Đổi dấu trừ thành cộng. Thằng này OI giữ nguyên. Phải OI mà tung độ, hoành độ, đúng không? Hoành độ thì đổi dấu trừ thành cộng. Còn tung độ thì giữ nguyên. Đấy. Được chưa? Tóm lại này. Đổ xuống trục vào OI, đúng không? OI thì sao? Nhớ hình ảnh trước đầu, đúng không? Rất nhanh là x thì giữ nguyên, đúng chưa? Y thì đổi dấu, đúng không? 2, 3. Đối với chú OI, OI thì y thì giữ nguyên, x đổi dấu, 2 giữ nguyên, -1 thành 1. Đấy, chưa? Trên đây là đổ xuống trục OX, đúng không? Đổ xuống trục OI. Đấy. Bây giờ cũng là một cái điểm A, nhưng đổ trục chuyển thành đổ trục qua cái đường thẳng. Đấy. Thì làm thế nào? Cùng thầy tiếp tục nhé. Nào, nhỗ xây. Đấy. Bây giờ bên này thì sẽ cho theo kiểu là mình sẽ xuống ấn máy tính rất nhanh. Đấy. Ấn càng nhanh tốt. Cho điểm A đi. 1, 2. Thằng D đây là x trừ 2y 1 bằng 0. Chưa? Mình sẽ tìm ảnh của cái điểm A qua phép đổi xuống trục thằng D. Tìm ảnh của cái điểm A đây qua phép đổi trục điểm thằng D bao nhiêu? Đấy. Thì mình thấy là bây giờ bài này đúng không? Thầy dạy mình ấn máy tính nhá. Nghĩa thật bài này mình thể ấn máy tính. Cầm lên ấn. Thì ấn nhá.
Nó chuẩn bị, nó mới chuẩn bị nhìn xem nha. Mày đã chuẩn bị xem nha. Một âm hai trừ một này, hai này, một này, hai nhân một, một nhân hai, bảy phần năm, sáu phần năm. Đáp án. Mà chúng ta không biết, nếu mà chúng ta học nhanh chúng ta chỉ cần ấn tinh thôi, ấn rất nhanh vào, nó xong. Đấy. Nhiều đứa tưởng thầy là tránh gió. Như thế là bài thầy, ấn gì đấy? Không, ấn tay, ta đầu tiên chúng ta hiểu cách làm thôi. Là ấn rất nhanh. Nhìn nhé, đáp án đấy. Đầu tiên chúng ta thấy là cái điểm A này, A đúng không? A theo đây, đúng không? A theo đây, 1 theo đây, đúng không? một đúng không, trừ hai vào đây đúng không, một thêm vào x, hai thêm y, hai nhân hai cộng một đúng không, bằng âm hai khác không, a không thuộc d rồi, chưa, a không thuộc d rồi, chứ nếu a thuộc d thì các đồ xương trục còn biến thành chính nó, a chính nó rồi, chưa, bây giờ a thuộc d, mẹ đây, a đây, đây đây. Chà, thì đối trục nó biến thành điểm A thành trục ở đây biến thành A thành A phẩy đúng không? A thì A phẩy. Sao cho cái gì? Sao cho cái đường thẳng đây là trung trực của A phẩy. Đúng không? Đây. Chà, trung trực A phẩy. Đấy. Chưa, A 1 2 đúng không? Đây. A 1 2, ông kia là D rồi đây. A 1 2 đây đây x trừ 2 y cộng 1 bằng 0, thì bên này đầu tiên ta phải tìm gì, có nhiều cách làm không, tìm A phẩy, ta có thể tìm điểm H trước, H H ra bằng H bằng ra của đường thẳng gì, AH và D đúng không, đấy rồi từ đó tìm ra A phẩy theo các trung điểm chưa, H thì bằng vậy muốn lập tập tìm H của ta là lập sẽ H đúng không, AH cộng đường D là chỉ một cách nha, AH và D thì ở đây là có hai, nó có nhiều cách làm tính lập phương trình AH. Đây chúng ta thấy là D là gì, 1 âm 2 chưa, đây đấy, 1 âm 2 lập AH D thì đơn giản như sau, đổi chỗ có hai cách, một là đổi âm 2 này 1 này, âm 2 này 1 này, thêm một dấu trừ nhé, để lập phương trình nó rồi đây có thể là thêm vào đây, thêm vào đây, đây đi chưa, trừ trừ cộng đây nữa đấy, mà dễ hơn thì thêm đây đúng không, thì phải trước âm hai này này cộng hai này, đây là AH nó thì nó móc D đúng chưa, phương trình nó là 2x cộng y cộng c bằng 0, vậy ta từ cần tìm ẩn cái c là xong không, đấy hơi con run nhỉ, rồi không rồi chưa, C là xong không, thì muốn tìm C ta thì lấy A thì thêm đây nhá, không bởi vì đây là AH mà chưa, đây là AH đi rồi nào, A thuộc AH đúng không, thay vào tìm C, A thuộc AH nào, 1 ở đây, 2 nhân 1 đúng chưa, 2 nhân 1 cộng với cả gì, 2 nhân y thì bằng 2 đúng không, cộng 2 cộng C bằng 0, C bằng 4 đúng không? 4 C cộng 4 bằng 0, C bằng âm 4 được chưa? Phương trình AH là gì? 2x cộng y trừ 4 bằng 0 được chưa? Đấy thì H là sao của AH vào đây được chưa? Thì các bạn H AH sao vào đây chưa? Thì H các bạn hệ phương trình đúng không? Là như đây, x đây là x trừ 2y cộng 1 bằng 0, AH là 2x y trừ 4 bằng 0,
mình nhiều đứa ở máy tính này, ấn nút thằng này ở máy tính này, 1 âm 2, 1, 2, 1 âm 4. Tội lỗi, đấy lớp 9, thế mà đôi có 3 được. Phải chuyển với đổi dấu, đúng chưa? X trừ 2y bằng âm 1, 2x cộng y bằng 4. Đấy, sau đó tìm được h, đúng không? Chưa, sau đó chúng ta tìm được điểm, điểm h, chưa? Một tí. 1, 1 trừ 2 trừ 1, 2, 1, 4, 7,5, 6,5. Bằng 7,5 bằng 6,5. Đấy. Chờ. Tiếp theo tìm h đúng không? H rồi, không thì ta sẽ biết gì? Biết a này. Biết a này, biết h này, chưa? Tìm a phẩy, chưa? H sẽ là gì? Trung điểm a phẩy, đúng không? H là trung điểm a phẩy, đúng không? À, thì a phẩy sẽ là gì? À, đây, phải viết số này đây. H là trung điểm, đúng không? Trung điểm của a phẩy. A phẩy. Thì theo công thức đúng không? À, xh sẽ bằng xa của a phẩy chia 2, đúng không? Xa bằng xa, xa phẩy trên 2. YH tương tự đúng không? Học lớp 11 mất mưa rồi. YA phẩy trên 2. Vậy là muốn tìm xa phẩy ta làm gì? Nhân chéo lên 2xh trừ xa, chưa? YA phẩy bằng 2xh trừ xa, chưa? YA phẩy tương tự, nhân chéo 2YH chuyển với đổi dấu 2YH trừ YA. Đó là số thôi, chưa? 2 nhân 6/5 trừ đi gì? 1. 2 nhân 6/5 là bằng 14/5. 14/5 trừ 1 là bằng gì? Ví dụ 1/5 mỗi trừ 5 không? Là 9/5. Đúng chưa? 9/5. Đấy. 9/5, đúng chưa? 5. Thế còn 2 nhân 6/5 hay là 12/5. 12/5 trừ đi 2. Chưa? Đúng chưa? 12/5 trừ đi 2 còn 6/5. Ví dụ mỗi trừ 5 nữa. Được. 12/5. Đúng chưa? Trừ 2 nhân 5 là 10 mà. Đấy. Chúng ta tự thấy số nha. Đấy. Thì thầy muốn là bây giờ thấy là à, nếu mà mình viết này đi thi tự luận thôi. Còn nếu mà mình trắc nghiệm thì mình phải làm gì? Trắc nghiệm thì bây giờ mình phải thấy là mình phải ấn máy tính thôi, được chưa? Nếu làm xong thì ấn máy tính nhanh được. Ấn phát ra luôn. Tại sao thế? Thì mình phải làm trong đầu của máy tính nhá. Ví dụ nhá, thu chỗ này này. Đầu tiên ấn máy tính thì ta ấn máy tính ta luôn hệ chương trình, ấn hệ chương trình nhá. Ấn máy. Máy tính luôn. Hệ chương trình luôn. Đó. Biết thử hệ chương trình thì nó đúng không? Thì chỗ này sẽ ấn luôn là gì? 1 x trừ 2 y cộng 1 đúng không? Bằng 0 đúng không? Thì nó chỗ này này. Thấy không? Chỗ này đúng không? Ấn luôn là gì? 1 này trừ 2 này âm 1, đúng chưa? Âm kia là sẵn ấn luôn bởi vì trong đầu biết ngay là nó chỗ nó góc đúng không? Thì sẽ hệ mà. Đúng chưa? Thì chỗ kia phải là 2 đúng không? 2 đúng không? Đây là chính là 2 này, 1 này, chúng ta đều có sẵn luôn rồi. 2 1 và chỗ này nữa là số gì đó đúng không? Hình đây, để hình dung. Đấy. Muốn tìm cái số gì đó đúng không? Ta làm nào? Ta nhìn này. Ta nhìn vào chung một điểm A, A thuộc đường thẳng AH đúng không? Thì là gì? Biết số 2 đúng không? Thì phải 2 nhân 1 đúng không? Cộng với cả 1 nhân 2 là bằng 4 đúng không? Điền số đây ở đây luôn cũng được. Đấy. Đấy, nhanh thì số 4 đây ta hiểu là số 4 đây. Đây. Xong. À. Đấy. Nếu mà không là nếu mà trong đồng nghĩ chậm thì chúng ta làm gì? Chúng ta 2 nhân 1 cộng 1 nhân 2 bằng 4 đúng không? Đúng chưa? Nghĩa là ở đây là 4 cộng C bằng 0 đúng không? Đây. 4 C bằng 0 này, C bằng 4. Thì tí chuyển sang vẫn là 4. Có hiểu ý tưởng không? Đấy. Đúng chưa? Chuyển sang đây vẫn là 4 đúng không? Còn đây là dương 4. Đấy. Đấy chưa? Rồi đến phần chấm điểm không? Đập công thức luôn. Thì nếu mà tìm điểm A phẩy không? H thì dễ rồi, H là gì? XA y phẩy chia 2. Còn một tìm A phẩy ta lấy gì? 2 lần đằng giữa, đúng không? Đập công thức luôn. Đây này, ấn luôn.
hai lần xh đúng không, hai lần h a phẩy đúng không, a phẩy đúng không, hiểu không? Thì mình tưởng bằng này hai xh trừ xa luôn được bằng nhát nhát rồi đây đấy, kiểu thế chưa dễ hiểu đúng không, viết viết nhát nhát đây đúng không, thì sẽ ấn đất luôn mà được nghiệm phương trình đúng không, ta lấy hai lần thằng hoành độ trừ đi thằng một, hai lần tung độ trừ đi hai, ta ấn ra luôn đấy. Bài đây đúng không, thì có rất nhiều thứ gần đây là kết thúc rồi đúng không, còn rất nhiều thứ hay ho nữa đúng không, các em chú ý đón xem những video tiếp theo nhá, nếu mà cháu nào muốn học thầy thì nhớ nhắn tiếp thầy nhá, em là thêm.